cửa hàng nhiệt động cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc nhập người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cơ xích tay cụt mini. Đó. Máy này thì đến từ thương hiệu của Ethiopia Rip nha mọi người. Mã số là CS270T nha mọi người. Đó, em này thì trọng lượng 3kg nha mọi người. Anh em leo trèo rất là nhỏ gọn vừa tầm ha, hoặc lâu lâu mang ra dọn vườn rẫy trong gia đình vườn nhà nha mọi người. Đấy, 3kg. Đấy, mà đời này là có đầy đủ chức năng này, như trợ lực này, núm bơm xăng phụ này, chốt e tự động này nha mọi người. Đó, và có thắng xích luôn. Đấy, đầy đủ chức năng ha. Công tắc này nằm ngay tay cầm tay ga bóp này anh em ha. Đấy, chỉ 3kg thôi. Thì dành cho những chú nào có tuổi mình lâu lâu mang ra dọn vườn rẫy thì sử dụng em này vừa tầm vừa tay. Hoặc là xài trong gia đình vườn nhà thì gọi là chuyên về mảng leo tỉa cành thì sử dụng em này ha. Rồi lam của em này được sử dụng lam tổng, độ dài là 30 nha mọi người. Mặt cắt cây là 25cm. Xích được sử dụng xích chân 25. Lam xích khá đẹp, các đầu rãnh lam chưa bị dập đầu và chưa bị tè đầu lam. Và xích còn khá là dày nha anh em. Đó. Ốp lam của em này được sử dụng ốp lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 này. Và tăng xích tại má ốp lam này. Đó, bên phía mặt má ốp lam tem mạc còn nguyên nha mọi người. Kêu lít ha. Đây, màng bô rất là đẹp nha mọi người. Sao vậy anh? Cứ phát cỏ hả? Lấy cước phát cỏ. Đó, lốc mặt tiền đây nha. Đó, tình trạng máy là ring nguyên bản, bảo hành bao lột lòng 12 tháng. Anh em mua được tặng kèm hai món đồ buji và rúa. Là lốc mặt tiền đây. Rất là đẹp nha mọi người. Đó, khá sáng ha. Thì đây nó có hai bình nắp chứa nguyên liệu này. Nắp bên trên màu cam này là xăng pha chung với nhớt. Nắp ở dưới màu đen này là bình chứa nguyên liệu nhớt thải bôi trơn lam xích nha mọi người. Các tem thương hiệu Leama này, đây là mã số và ký số series này. CS270T, mã số series là 55001498 Max in Japan nha mọi người. Đó, hàng chuẩn của Nhật Bản nha. Đó, bên phía chụp giật đây. Đó, các tem mạc Kyorit này, tem mã máy là vẫn còn nguyên nha mọi người. Đó, bộ giật này là bộ giật trợ lực nhá. Đây là anh em sử dụng giật nhẹ nhàng ha. Núm bơm xăng phụ đây nha. Đó. Rồi giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nha mọi người. Chỉ có cước mét thôi à, tính theo tiền theo mét thôi. Cước thường thì nó 6.000, tốt 12.000. Trên tay cầm luôn nha mọi người. Giá của em Ethiopia Rip CS270T này là 2.200.000 đồng nhá. Anh em nào ưng thì liên hệ qua số điện thoại 0988628901 nha mọi người. Trọng lượng chỉ 3kg thôi, leo tỉa cành rất là sướng. Ok, anh em nào ưng thì liên hệ qua số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người.